rất là đẹp nhé, chụp người đẹp và siêu xa Mercedes. À, xin lỗi, hoa này gọi là hoa dâm bụt. Đó, nhìn đẹp chưa? Có những bạn hạt rong, cháo huyết, cháo lòng. Ngay cái khách sạn sang trọng lịch sự thế các bạn, cũng có những cái món ăn rất là bình dân. Bạch Đằng mộng mơ, trông rất là dễ thương. Đây, có những không chỉ thu hút bạn trẻ mà bạn lớn cũng thích. Tòa nhà cao tầng, những các cái khách sạn. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Thưa quý cô chú anh chị, ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt trên con phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và trước mặt chúng ta là khách sạn Times Square của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây cũng là một trong những cái khách sạn đầu tiên ở Sài Gòn, là khách sạn 6 sao với cái cơ sở vật chất rất là sang trọng và đẳng cấp. Thì cách đây khoảng 5 năm thì Tuấn Dương cũng đã có một người bạn ở Mỹ có về Việt Nam và mình cũng được vào trong cái khách sạn này chơi. Và theo như anh chị đánh giá thì cái khách sạn này đẳng cấp và sang trọng lịch sự hơn rất là nhiều so với khách sạn Drake. Thì ngày hôm nay mình đang có mặt ở phố Nguyễn Huệ để chia sẻ với các cô bác anh chị những cái hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Và hôm nay thì còn có một cái sự kiện nữa, đó là có tổ chức một cái lễ hội thì cũng không phải, nhưng mà có những cái khu vực người ta trang trí để kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đây là Tuấn Dương sẽ chia sẻ với các cô bác anh chị những cái hình ảnh về khu công viên Bến Bạch Đằng, nơi mà đang được trang trí rất là đẹp với những cái con đường ánh sáng và những cái thảm cỏ kết hoa. Đây, mình đang có mặt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cái hướng này đó các bạn, là chúng ta sẽ đi về tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngày xưa thì người ta gọi là tòa Đô Chánh. Còn con đường Nguyễn Huệ này thì mỗi dịp Tết đến sẽ được tổ chức thành cái con đường Hoa Tết Nguyễn Huệ. Và cũng tổ chức được khá là nhiều năm rồi, rất là thành công. Khu vực phố Nguyễn Huệ, nơi mà mình đang đứng đó, là một cái khu vực trung tâm, đông đúc và sầm uất, cũng như là đây như là bộ mặt của thành phố đó. Bà con cô bác ở khắp mọi nơi khi mà về Việt Nam hoặc là tới Sài Gòn thì thường hay đến những cái khu vực này để vui chơi, mua sắm, rồi ăn uống. Đây, bên kia cũng có những cái quán như là quán cà phê Starbucks này, hoặc là Coffee Bean này.
Đấy, ở phía trên đó các bạn là Sài Gòn Garden. À, vào buổi tối đó các bạn thì thời tiết ở Sài Gòn mát mẻ, nhiệt độ giữa buổi trưa và buổi tối đó thì nó chênh nhau cỡ khoảng 10 độ. Buổi tối thì khá là mát. Phía bên kia đường các bạn nhìn một cái tòa nhà cao tầng đó là phía dưới thì là nhà sách Nguyễn Huệ. Còn phía trên là các cái căn hộ chung cư. Đây, những cái quán ăn có cái view rất là đẹp. Khi mà chúng ta đi sớm đó, thì có thể ngồi ở những các cái vị trí đẹp để ngắm mọi người vui chơi ở phía dưới. Đây, khu vực này thì thu hút một số lượng rất đông các bạn gái tới để chụp hình, vui chơi, mặc đồ đẹp, đi dạo phố. Và cũng có những người bán hàng rong với những các cái món ăn đường phố như là bánh tráng nướng, rồi các cái loại nước giải khát. Hiện nay thì thành phố đã cũng có những cái thông báo là không có, tức là nếu mà xảy ra cái hiện tượng mà bán hàng rong làm mất mỹ quan thành phố đó thì chủ tịch phường sẽ phải chịu trách nhiệm. Mà tuy nhiên thì nói chung là vì cuộc sống mà nó liên quan đến những cái vấn đề về cuộc sống như là bát cơm manh áo đó, nên là cũng rất là khó dẹp. Đây các cái bạn đấy làm nhân tượng đó, nhân tượng đứng để cho khách tới tham quan rồi chụp hình. Đây, hướng phía trước mặt quý cô chú anh chị đó là tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố này. Đó, cả nam cả nữ làm nhân tượng. Đây là các cái bạn sinh viên Đại học Mỹ thuật. Khu vực này rất là thoáng, nó được đón gió từ sông Sài Gòn vào nên có nhiều người thích tới đây chơi vào mỗi buổi tối là như vậy. Rồi có những người bán bóng bay. Đây còn hướng phía bên tay trái theo hướng mà Tuấn Dương đang di chuyển đó, đó là tòa nhà Sun World Tower của tập đoàn Sun Group, đây hãng hàng không Emirates này, ở Citibank. Tòa nhà Sun World. Rồi còn phía bên kia là tòa Bitexco 68 tầng. Rất nhiều bạn nữ tới đây rồi cũng thích chụp hình với nhân tượng. Để mà làm nhân tượng này các bạn thì phải đứng nhiều tiếng đồng hồ.
thường là khoảng 1 đến 2 tiếng là người ta sẽ thay đổi cái kiểu đứng khác. Và khi mà chúng ta bỏ tiền vô cái thùng phía dưới thì nhân tượng sẽ mỉm cười để cảm ơn. Rồi đây là cái tòa nhà Hoàng Phúc này, cũng chuyên bán đồ thời trang. Bay nhìn rất là nhiều màu. Những người bơm bóng bóng có đội trên đầu những cái bóng hình chú hề. Đây những cái đoàn du khách. Có những cái đoàn khách nước ngoài được hướng dẫn viên hướng dẫn đi chơi. Đây chắc là những các cái nhóm khách người Trung Quốc. Bây giờ khách đoàn Trung Quốc từ ngày 15 tháng 3 thì đã được sang Việt Nam thoải mái rồi. Trung Quốc bắt đầu mở cửa những cái để cho những các cái đoàn khách lớn của Trung Quốc có thể sang Việt Nam. Thì có lẽ trong thời gian tới mình sẽ thấy có nhiều đoàn khách Trung Quốc sang Việt Nam hơn. Vì thị trường Trung Quốc cũng là một cái thị trường lớn. Ví dụ như du lịch ở Nha Trang, Khánh Hòa hoặc là các cái tỉnh như là Quảng Ninh, lượng khách Trung Quốc khá nhiều. Đây có hai bạn đội nón trời bưng vàng cầm cái tay này chắc là cũng mỏi lắm đây các bạn ạ. Tay để gãi làm nghề nhân tượng cũng khá là vất vả, đứng là mỏi chân rồi về là phải về khi mà tắm rửa đó các bạn là chúng ta phải có hóa chất để tẩy rửa. Nhiều người cũng khá tò mò. Khi thường là có khách đứng, có khách coi thì các bạn ấy sẽ không có cử động. Rồi. Các bạn thấy thỉnh thoảng cũng có nhúc nhích một chút, cũng mỏi chân chứ. Đứng như thế này thì đòi hỏi cái sự kiên trì, không phải ai cũng làm được. Rồi, xin mời cô ba anh chị chúng ta tiếp tục đi về phía phố đi bộ, xin lỗi, đi về phía đài phun nước hoa sen. Gần như mình thấy bất cứ ở đâu mà có những cái không gian vui chơi thì ở đó đều có những người tới để bán hàng. Đây bên tay phải này các bạn này, khách sạn Oscar Sài Gòn. Oscar. Trước Tết thì cũng có một khán giả của Tuấn Dương trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay có thuê khách sạn Oscar và giá lúc đó cũng rất là rẻ, cỡ
khoảng 40 đô cho một phòng đơn. Rồi bên kia thì có khách sạn Royal. Hầu hết mọi người tới đây thì chủ yếu là chơi để ngắm cảnh. Và thành phố những buổi tối thì những cái sắc màu nhìn rất là đẹp. Đây, xin mời cô ba anh chị lại tiếp tục di chuyển về phía khu vực Bùng Binh Cây Liễu ngày xưa. Còn ngày nay là Đài Phun Nước Hoa Sen. Bên tay trái theo hướng mình đang di chuyển đó là khách sạn Rex. Nhưng mà theo như một số anh chị đánh giá thì cơ sở vật chất của khách sạn Rex không ok như là khách sạn Times Square. Đây, từng nhóm khách du lịch dắt tay nhau dạo phố. Đây, còn phía trước mặt đang là Đài Phun Nước Hoa Sen. Đó, mời cô ba anh chị chúng ta cùng nán lại một chút trước cái khúc Đài Phun Nước Hoa Sen. Khách du lịch nước ngoài sang Việt Nam cũng khá nhiều nha các bạn.
xin mời cô bác anh chị chúng ta cùng đi tiếp nhé. Đây, khúc này là khách sạn Rex này. Đây là đại lộ Lê Lợi. Hướng này chúng ta sẽ đi về phía khu vực chợ Bến Thành. Đấy, tại phun nước Hoa Sen. Phía trước là công viên Lê Lợi. Đây là chúng ta sẽ đi về phía đường Lê Thánh Tôn. Sau đó là Tuấn Dương sẽ mời cô bác anh chị cùng đi vào con đường Đồng Khởi. Ngày xưa là đại lộ Tự Do. Toàn cảnh những cái tòa nhà cao tầng trên cái tuyến phố Nguyễn Huệ. Đây, với những cái góc nhìn này các bạn này, đường đi lối lại đó, rồi những cái tòa nhà cao tầng, những các cái khách sạn đó. Thank you.
khách sạn Rex. Cổng chính mọi người hay đi cái lối đường Nguyễn Huệ. Nhà Ủy ban Nhân dân thành phố. Ở đây thì thỉnh thoảng các bạn vẫn nghe thấy tiếng ếch nhái kêu ồm ộp ồm ạp nhé, do là có mấy cái khu hồ sen mà nuôi sen thì ếch nhái về đấy sinh sống. Bức hình đó, để mà tạo dáng được chụp hình đẹp nữa là mọi người phải nói chung là rất là vất vả đó, chạy tới chạy lui để có được những cái tấm hình đẹp. Đây các bạn thấy này, một nhóm những cái bạn thích chụp hình đang dựng chân máy rồi tìm những cái góc hình thật là đẹp để chớp các cái khoảnh khắc. Bây giờ chúng ta sẽ đi về góc Lê Lợi cắt với góc Lê Thánh Tôn cắt với đường Đồng Khởi. Mỗi lần đi qua đây thì mình rất thích ngắm cái siêu xe này. Siêu xe này là siêu xe Rolls Royce. Đó. Chiếc Rolls Royce. Chiếc xe này thì có giá cả triệu đô la. Mà ở Việt Nam những cái vị chủ tịch mà đi xe Rolls Royce hầu hết là đều ngồi tù. Sau đó những cái xe Rolls Royce này đó bán đấu giá thì không ai dám mua. Những cái xe rất là sang trọng, lịch sự, đắt tiền. Mình thì mình thích màu trắng. Ở kế đó thì cũng có một chiếc Rolls Royce nữa này. Đây, chiếc này thì một cái màu khác, Phantom. Có nhóm các cái du khách người nước ngoài sang Việt Nam chơi đang đứng ở phía bên ngoài để họ nói chuyện. Rồi, xin mời cô bác anh chị chúng ta cùng đi về khúc giao lộ Lê Thánh Tôn cắt với đường Đồng Khởi.
theo cái hướng di chuyển này đó các bạn, là chúng ta sẽ đi về phía nhà thờ Đức Bà. Đây, những cái du khách người nước ngoài khi mà họ sang đường đó, có lẽ là một cái cảm giác gì đó nó rất là hồi hộp. Người phụ nữ thì có vẻ can đảm hơn người đàn ông đi trước. Các cái thương hiệu thời trang cao cấp, đồng hồ, cái loại đồng hồ mắc tiền. Đây, nếu như mà các cái tòa nhà lớn ở Sài Gòn mà chỗ nào cũng có cái hành lang rộng như thế này các bạn, thì trời mưa mọi người có thể trú mưa ở đây, đi vô nó không bị nắng không bị mưa, cũng khá thú vị. Khách đi vô thương hiệu thời trang Dior. Dior cũng là một cái thương hiệu thời trang mà rất là nổi tiếng. Bên kia là khách sạn Continental Sài Gòn thưa các bạn. Siêu xe Mercedes. So the other side of that to me is that this is what I was thinking. Bảng số xe. Bảng số xe 60 là Đồng Nai nha các bạn. Rồi thôi giờ mình thấy mình đi tiếp nhé. Có những bạn rong cháu huyết cháu lòng nhớ ngay cái khách sạn sang trọng lịch sự thế các bạn. Cũng có những cái món ăn rất là bình dân. Món cháu lòng có lẽ là một cái món ăn từ ngoài Bắc, mọi người mang cái món ăn từ ngoài Bắc đó vô đây. Đây chúng ta sẽ đi và coi cô người mẫu này rất là đẹp luôn này, siêu đẹp luôn.
có những người nói mình là khi mà đi ra ngoài đường mà thấy người đẹp thì ông cứ quay lại cho tôi. Đúng là thỉnh thoảng thì cũng có những cái bạn mà ăn mặc rất là thời trang. Đây, các bạn nhìn, đây cái này giống này là hoa 10 giờ này. À xin lỗi, hoa này gọi là hoa dâm bụt. Đó, nhìn đẹp chưa? Rồi, chúng ta đang có mặt ở góc đường Lê Lợi, cắt với đường Đồng Khởi. Đây thì chúng ta có thể mua vé xe buýt đi ngắm thành phố với cái mức giá là khoảng 150.000. Ở đây trước mặt của bạn chỉ là khách sạn Caravel. Chúng ta sẽ đi ra khúc công viên bến Bạch Đằng để coi trang trí kỷ niệm giữa Nhật Bản và Việt Nam 50 năm. Tòa nhà Opera View Đồng Khởi, quận Nhất, số 161. Đây có khu phòng tranh, số cũ xe, bán đồng hồ. Cái thời điểm trước dịch thì ít tòa nhà mà bỏ trống lắm các bạn. Nhưng mà đợt này đó thì các bạn nhìn này, các cái nhà cho thuê rất là nhiều. Đó. Cho thuê nhà. Wow, ở đây Việt Thành có cái da con cá sấu các bạn. Ta lột nguyên một con cá sấu, ta dựng lên trên tường để chứng minh là da thật. Rồi bên kia là da chăn. Wow, trời ơi, những cái miếng da nhìn đẹp quá. Da chăn, rồi các cái túi da, những cái túi sách bằng da thiệp đó. Đẹp quá. Những người phụ nữ bán hàng rong cho khách, bán thuốc lá cho khách nước ngoài.
chiếc áo thì cũng khá là lạ mắt. Ở những cái nhà để biển cho thuê dán chi chít những cái bảng cho thuê nhà. Rồi cả bên đây nữa các bạn này, bánh xèo KT Shop đây cũng để biển cho thuê nhà. Lúc này khi mà khách du lịch quốc tế sang Việt Nam chưa nhiều, rồi khách du lịch sang Việt Nam chưa nhiều, rồi cái xu hướng mua sắm của nhiều người thay đổi, thay vì mua tại chỗ và thay vì đến cửa hàng ấy thì người ta mua online, nên rất là nhiều những các cái mặt bằng ở Sài Gòn bây giờ khó có khách thuê. Quán cà phê Katina. Đây, kinh doanh buôn bán ở cái tuyến phố cho thuê nhà 2-3 căn lận, rất nhiều các cái bảng để cho thuê nhà kèm theo rất là nhiều số điện thoại, thì cũng không biết là đâu là chủ. Đây chúng ta đang đi gần hơn tới bến Bạch Đằng rồi. Đây thưa các bạn, cái hướng này thì chúng ta sẽ đi thẳng ra khúc bến Bạch Đằng. Giờ mình sẽ đi về phía công trường Mỹ Linh nhé. Drop top ở trên lầu có những cái buổi hòa nhạc, giá chỉ từ 450.000 đồng cho một khách.
các cái siêu thị mini, gọi là cửa hàng tiện lợi thì đúng hơn, 7-Eleven. Khi mình sang Thái Lan thì mình gặp nhiều những các cái cửa hàng kiểu như thế này. Ở Việt Nam thì mình thấy có cái chuỗi Circle K là khá nhiều, 7-Eleven thì cũng có nhưng mà ít hơn. Đây, chúng ta đang có mặt ở công trường Mê Linh. Khúc này đi sang đường mới khó này các bạn này. Một cái vạch kẻ đường màu trắng. Đó, nhưng mà có lẽ là trong tương lai thành phố sẽ phải làm những cái cây cầu cho người đi bộ. Thay vì nhưng mà cầu thì sẽ làm mất cái mỹ quan của các cái tòa nhà này. Đây, trước mặt chúng ta là ga tàu thủy Bạch Đằng. Đây, tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Còn bên kia cái tòa nhà màu tím đó là Landmark 81 ở quận Bình Thạnh. Rồi, khúc này là tòa nhà Mê Linh Point này các bạn này. Đường sẽ băng qua đường, lại thêm một thử thách nữa. Nhưng mà khúc này đi qua đường thì có cái đèn tín hiệu, dù sao thì nó cũng đỡ nguy hiểm hơn. Nhưng mà chỉ không biết là các phương tiện lưu thông có nhường chúng ta hay không thôi. Lượng xe đổ về đây thì cực kỳ lớn. Đây, khi muốn qua đường ở khúc này các bạn, là chúng ta sẽ bấm cái đèn này, chúng ta sẽ bấm cái đèn này để băng qua đường. Rồi, mình sẽ bấm nhé. Đây, bấm vô đây, wow. Rồi, giờ đang đèn đỏ này. Giờ khi nào tín hiệu màu xanh thì chúng ta sẽ qua. Xảy ra qua đường đến đây cảm thấy nhẹ nhõm, thở phào luôn. Đây, một cái không gian rất là đẹp, thoáng mát.
phía bên kia đường các bạn là khách sạn Renaissance. Phía bên kia các bạn, đây là thành phố Thủ Đức với cái dòng chữ là chúc mừng năm mới. Ra tàu thủy Bạch Đằng. Dân ở các nơi bắt đầu đổ về đây để vui chơi, chụp hình. Và buổi tối đó các bạn thì buổi tối thì người ta bỏ những cái dây ra, bởi vì buổi tối nhìn bật đèn lên nữa thì nhìn nó rất là lung linh. Còn ban ngày thì sợ mọi người đi vô, buổi tối người ta bật đèn lên thì người ta tháo gỡ các cái ruy băng. Trong này là điện không nhé các bạn, ngớ ngớ. Kỷ niệm 50 năm Việt Nam Nhật Bản 1973-2003. Khách sạn Liberty. Rồi có những cái đội tới để trực trực điện, công nhân điện lực để ngồi trực tiếp ở đây để trực, có những cái sự cố gì về điện đó là xử lý liền. Ở đây thu hút một cái lượng rất lớn người dân đến tham quan. Ở đây thì những cái bông mà hoa sen này các bạn là tượng trưng cho nước. Mình nhìn thì giống hoa sen mà không biết có phải hoa sen không nữa ta. Nói chung thì cái này thì mình gọi là hoa thôi chứ cũng không phải là hoa sen các bạn. Nhìn thì nó không có giống hoa sen. Nhiều bạn tới để chụp hình. Trang trí này cũng rất là tốn kém. Nếu mà trời không mưa đó các bạn thì nó sẽ an toàn hơn lúc trời mưa. Rất đông người dừng xe để chụp hình. Tuyến đường này cũng rất đông nha các bạn. Hồi đấy mình nhìn thấy lúc mình đi qua đó cũng đông, mà giờ này cũng lại đông.
người dân ở khắp nơi đổ về chơi. Rồi, có cả những cái anh bảo vệ đi để nhắc nhở mọi người không có được trèo vô trong. Ra tàu cao tốc Bạch Đằng. Đây thì nhìn thì tưởng là hoa sen nhưng mà lại không phải hoa sen các bạn ạ. Hoa sen kiểu nó khác ấy. Mình nghĩ đây là người ta trang trí một cái loại hoa mình cũng không biết gọi là hoa gì luôn. Nhưng mà khi mà tới đây đó thì các vị phụ huynh mà dẫn con em của mình đi chơi đó thì lưu ý là trông các cháu không có, các cháu mà nhảy vô trong này chơi đó, sờ vào điện ấy thì sẽ bị giật, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đây còn khúc này thì không có kết màu xanh nữa mà màu trắng và màu hồng. Ngay phía trước ga tàu cao tốc Bạch Đằng. Mộng mơ trông rất là dễ thương. Đây, có những không chỉ thu hút bạn trẻ mà bạn lớn cũng thích. Khách sạn Majestic. Đây thì chỉ có một cái là thiếu cái chỗ giữ xe, rồi thiếu những cái khu vệ sinh thôi các bạn, và thiếu cây xanh. Sạn Majestic. Phố có những cái góc nhìn rất là đẹp, lung linh. Đây có một con đường ánh sáng, con đường này để mình coi, chắc là có lẽ là chúng ta phải đi một chiều. Đây, 50 năm
thế giới. Thế giới thì cái... Đi đây nào, đi đây nào, đi đây nào. Chiều thôi các bạn, con đường ánh sáng cái này thì cũng rất tốn kém, nhiều những cái bóng đèn đấy, và đòi hỏi lực lượng bảo vệ phải ngồi túc trực. Mấy bạn Hàn Quốc cũng sang Việt Nam quay làm clip. Đây, có những cháu mà dẫm vào bãi cỏ thì được các chú bảo vệ nhắc nhở. Nói chung là chúng ta chơi thì cũng phải biết giữ gìn. Mình thấy cái lượng người từ phố đi bộ sang đây rất là đông các bạn ạ. Đó, không có đi vô cỏ. Đây cái bãi cỏ rất là đẹp mà. Đây, chúng ta sẽ đi rồi nhé. Mọi người đi đoạn chú ý đừng có đất vào cỏ nhá. Sờ thử xem là tại sao mà nó lại màu hồng. Riêng mà chụp ấy thì mình nghĩ là cũng hơi bị khó đó. Có những người ở trong này cũng không muốn ra. Rồi thôi, giờ cũng mình nghĩ rằng cũng sẽ đến lúc là chúng ta phải đi ra thôi. Nói chứ sao, đéo hà mày. Rồi, 50 năm Việt Nam Nhật Bản. Rồi, ngày hôm nay đó thì lực lượng chức năng tuần tra giao thông trật tự đô thị nên là không thấy chưa thấy có những người bán hàng rong.
vẫn có những người dừng xe ở đây để cho người nhà vô chụp hình. Lung linh, rực rỡ và đẹp, phải không các bạn? Dương cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn các cô bác anh chị đã dành thời gian để cùng với mình đi lang thang đường phố Sài Gòn. Và hôm nay thì có cái sự kiện kỷ niệm quan hệ ngoại giao 50 năm giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đi cùng cái nhóm mấy anh chị kia.